Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ bình an, hạnh phúc, bên gia đình và nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like, nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn thành thật. Cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng kính thưa quý vị, nói đến ông hoàng nhạc sến thì không ai mà không biết đến uh, nam danh ca Ngọc Sơn và có một người em trai nữa cũng uh, tham gia trong uh, nghệ thuật đó là ngọc hải nhưng à, sau à, những cái cd và dvd về mưa bụi thì anh ta đã rút về ở ẩn và chỉ làm kinh doanh mà thôi à, gần đây thì à, danh ca ngọc sơn của chúng ta có nhận hai à, học trò nhí là hồ văn cường và bé ngọc thảo ở bên đức phong quý vị ha uhm, nói đến cái tính tình và cái đạo đức của Ngọc Sơn thì ai cũng biết hết là anh ta rất là hiếu đạo, tôn sư trọng đạo và kính hiếu với cha mẹ là điều đi đầu đối với lại Ngọc Sơn, sau đó mới tới là nghề nghiệp. Gần đây thì Ngọc Sơn hội ngộ em trai cả trăm tỷ. À Ngọc Hải bây giờ được gọi một cái tên là đại gia khét tiếng ở Vũng Tàu, Bà Rìa vì vấn đề kinh doanh của Ngọc Hải rất là phát triển và đây là cái đám dỗ đầu tiên cho người mẹ mà hai anh em gặp nhau tại vì ít khi nào mà Ngọc Sơn với Ngọc Hải gặp với nhau lắm một người thì lo về bên kinh doanh còn một bên thì lo về nghệ thuật vào cái thời điểm này, một năm trước bà Kim Loan Mẹ của danh ca Ngọc Sơn qua đời do tuổi cao sức yếu. Khi ấy, Ngọc Sơn đang phải chịu cách ly vì liên quan đến uh, Covid-19. Và không thể trở về chịu tăng mẹ. À, em trai là Ngọc Hải, thay anh lo cho tăng lễ cho mẹ. Đây vẫn là nỗi buồn, nỗi tiếc lư, núi lớn nhất của Ngọc Sơn bởi mẹ mà anh hết lòng yêu thương kính trọng. Nhưng giây phút cuối đời của bà ta, anh lại không thể ở bên cạnh. Bố mẹ Ngọc Sơn đều là những nhà giáo ưu tú. Bố anh là Phạm Ngọc Thanh, đặc khuy chương kháng chiến hạng một do Chủ tịch Trường Chinh ký tặng. Là nhà hoạt động cách mạng và là cựu chiến binh có hơn 55 năm tuổi ở trong đảng. Mẹ là nhà giáo ưu tú Phạm Thị Kim Loan, từng là hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở Bạc Liêu, có hơn 45 năm tuổi đảng. Thuở còn sống khi nói về Ngọc Sơn, bà Kim Loan từng tâm sự. Ngọc Sơn từ nhỏ đến lớn đều hiền lành, không lớn tiếng với ai bao giờ. Ngọc Sơn thay mặt cha mẹ để lo cho chị em đến nơi định chúng. Ngọc Sơn là đứa con hiếu thảo, luôn cư xử phải đạo kiếm được bao nhiêu tiền cũng mang về đưa hết cho mẹ. Anh em Ngọc Sơn sắp xếp nơi an nghỉ của bố mẹ cạnh nhau. Nhân dịp dỗ đầu của mẹ, Ngọc Sơn và em trai Ngọc Hải lại có dịp hội ngộ, ôn lại những kỷ niệm về bố mẹ. Thời điểm mẹ bệnh nặng, Ngọc Sơn dốc hết tiền cho bà chữa bệnh. Song song với đó vẫn là duy trì công việc thiện nguyện. Sau khi mẹ qua đời, Ngọc Sơn dành thời gian để đảm nhận các vai trò khác nhau bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cống hiến hết mình cho nghề và lan truyền những nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Ca sĩ Ngọc Sơn có bốn anh em, có tất cả là bốn anh chị em, ba trai và một gái. Nếu chữ gái là Thu Hiền theo đuổi công việc bác sĩ thì Ngọc Sơn, Ngọc Hải và Ngọc Hà lại thành danh với vai trò là ca sĩ trong đó, Ngọc Hải từng là tên tuổi nổi đình nổi đám được mọi người biết đến qua những sản phẩm âm nhạc như Mưa bụi. Những năm 1990, tên tuổi Ngọc Sơn nổi danh từ Nam ra tới chí Bắc. Lúc đó Ngọc Hải, Ngọc Hà được anh ba dìu dắt, dù luôn luôn bị gắn mát là em trai của Ngọc Sơn nhưng Ngọc Hải vẫn có sự nghiệp đáng nể. Nếu như anh ruột thành danh đi liền với nhiều tai tiếng, thì Ngọc Hải lại khắc hẳn anh chạy show miệt mài, làm việc chăm chỉ và chưa từng vướng bất cứ ồn ào nào. Tuy nhiên, sau này Ngọc Hải lấn sân kinh doanh, anh ít đi hát và dần dần mất hút khỏi các sân khấu ca nhạc. Ngọc Hải thừa nhận anh cảm thấy bản thân phù hợp với công việc kinh doanh hơn là ca hát. Dù được khán giả khắp nơi yêu mến, nhưng tôi thấy mình không hợp với số đông tôi thích những giây phút yên bình mà không ai biết mình là ai còn anh ba thì yêu sân khấu vô cùng đến mức nếu không có nó thì anh sẽ chết vì buồn cho nên đến khi tôi muốn dừng lại anh cản ghê lắm nhưng mỗi người có một lựa chọn tôi sống với đam mê của mình như vậy là đủ rồi làm kinh doanh tôi vui và tạo công ăn việc làm cho nhiều người tham gia các công tác xã hội đã giúp tôi khám phá những giá trị tốt đẹp của cuộc sống này. Ngọc Hải trải lòng với phóng viên. Để thành công trong công việc kinh doanh như hiện tại, Ngọc Hải từng trải qua nhiều thất bại từ làm bầu sô, mở công ty sản xuất băng đĩa. Hiện anh là tổng giám đốc công ty chuyên về sản xuất đồ gỗ và bất động sản với giá trị hàng trăm tỷ đồng. Về dự định trở lại ca hát, thì Ngọc Hải bộc bạch. Trở lại làm ca sĩ thì không, nhưng tôi sẽ thu một album với những ca khúc gắn với tên tuổi của mình một thời để tặng bạn bè. Những cái đĩa qua với tôi là kỷ niệm chứ không phải là sự núi tiếc. Vâng, à kính thưa quý vị, đó là thông tin buổi sáng trước khi mình đi làm. À cũng mong chúc rằng quý vị có một ngày à lễ July 4 thật vui vẻ bình an hạnh phúc bên gia đình nha à, còn ở uh, việt nam thì không biết có uh, bữa nay chưa uh, july 4 bệnh bởi vẫn là july vẫn là bốn tây tháng 7 nhưng vào buổi tối rồi uhm. bữa nay mình thay đổi cái không kia không gian một chút xíu quý vị ha đọc tin buổi sáng ở uh, trước cái computer đây lại sau lưng của mình là nhà bếp ồ oh. <laughs> có cái tivi 50 inch à, đứa con đi làm rồi cái chơi rút thăm được tặng cái tivi. Về về nhà không biết làm ở đâu. Làm cái gì đây, để đâu, để tạm dựng đây. Ở Việt Nam thì người ta quý tivi lắm các bạn ha. Còn ở Mỹ này mỗi phòng nào cũng có cái tivi hết. Mà bây giờ tivi ít nhất cũng phải là 50 inch, 55 inch nhỏ nhất rồi. <laughs> để đó thôi à. à. Cái phòng nào cũng có hết trơn bây giờ mang về hỏi Ủa con mang về ti mua chi gì nó đâu có đâu ở trong chỗ làm rồi uh, ông chủ ổng uh, mua về sau đó rồi chơi rút thăm con được tặng cái tivi nó con được có ai mà cần thì con cho chứ mình đem về mình không xài cũng vậy đó Nói, trong tiệm không ai cần được chơi <laughs> ok cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình uh, một chút xíu tin tức về uh, danh ca Ngọc Sơn và Ngọc Hải uh, quý vị nếu uh, thích giọng ca Ngọc Sơn và những học trò của uh, danh ca Ngọc Sơn thì nhớ đến phòng trà không tên ngày 9 tây tháng 7 Vì nơi đó thì hôm đó sẽ có uh, danh ca Ngọc Sơn, có ca nhạc sĩ Sơn Hạ, có uh, Idol Kiss Hồ Văn Cường của Việt Nam Và Idol Kiss bên uh, Germany là bên Đức là bé Ngọc Thảo Mình tin chắc rằng... Uh, Hồ Văn Cường và Ngọc Thảo sẽ có những nhạc phẩm trình diễn chung với nhau. Rất là ngoạn mục vì uh, hai idol mà quý vị ha, một bên là phương trời châu Âu bên Đức, một bên là đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Thì dĩ nhiên Ngọc Sơn sẽ kết hợp cho họ và phối cho họ những nhạc phẩm mà ăn ý và hay nhất để cho khán giả được thưởng ngoạn một đêm rất là mãn nhãn luôn. Với chủ đề tình cha tại phòng trà không tên của Lệ Quyên. Quý vị có thể lên trên Google search cái số điện thoại và gọi thẳng tới phòng trà không tên để chúng ta có thể biết được cái thời gian bắt đầu như thế nào. Còn những FC xanh đọt chuối ở miền Trung, ở miền Bắc thì chúng ta có thể vào trước một ngày và sáng hôm 9 tháng 7 để chúng ta cùng đi tham quan thành phố Sài Gòn. Um, thảo cầm viên, um, dinh độc lập, bất cứ chỗ nào uh, các bạn uh, muốn đi để xem cái uh, thành phố sài gòn với là hà nội có khác biệt gì với nhau để uh, ra ngoài đó lại rồi còn kể lại cho người dân ở ngoài hà thành nghe. Um. hy vọng rằng um, fc sinh đọt chúa qua miền bắc sẽ có những giây phút thoải mái, vui vẻ và gặt hái nhiều niềm vui. Khi gặp lại FC ở miền Nam. Và sẽ tạo nên một cái không khí. Nó giống như là rần 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 rần. <laughs> Mỗi lần mà Hồ Văn Cường trình diễn ở nơi đâu. Là FC rần 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 tới đó. Phải không quý vị? Vâng cảm ơn tất cả quý vị. Và xin chúc quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình.